Chưa khen chưa ê, ăn trái cây không nè? Ăn chứ, trái cây thu độ mà. Ê, đứng lại, phải chơi trọng tài nữa chứ. Không kia hẹn xấu nha. Đứng lại, không biết. Đứng lại lại đây hả? Ngồi xuống đây nè. Nè, quá wow, trái cây ngon quá. Tôi mua mà. Nè cô Hạ nè. Nè đây. Ngon thiệt á. Thời gian trôi nhanh quá, mới đây mà đã một tuần rồi. Không biết lần sau thu độ đãi cái gì ta. Sao không biết kỳ này ai thua đâu à nha. Trời, để rồi coi. Mà lần này thua chắc là đẩy gấp đôi quá. Ừ hen. Ê, còn có 3 hôm nữa là tụi mình thi rồi. Tôi nôn quá. Ừ, Hạ cũng vậy. Thế lo làm sao á? Cái gì vậy? Ừ? Nguyên chọn kinh tế, Hạ chọn văn. Đúng ngay chốc sở trường của mình rồi còn muốn gì nữa. Vậy mà sợ rớt. Giống như Khang vậy nè, rất là tự tin, ung dung đỉnh đạt với khẩu hiệu con nhà giàu. Trời ơi, học giỏi nữa vậy. Yeah. Đẹp trai nữa gì? Yeah. Nóng vợ nữa gì? Là sao? Ông đó, ông thông minh mà làm bài không bao giờ chữ có lại hết đó. Sai sót của mình đó. Hôm bữa Hạ xem điểm thi tốt nghiệp, thấy Khang có 4 điểm môn lý hả? Hạ buồn lắm. Trời ơi, hai người yên tâm đi. Rồi đây sẽ có một chàng quả sĩ tương lai sẽ làm cho hai người bất ngờ nè. Hãy đợi đó. Khang đó, cứ như vậy hoài Hạ sẽ giận, không thèm nhìn mặt Khang luôn. Tôi cũng vậy đó. Nè, mà nè, ông coi đi, tôi vẻ đẹp hơn ông đó. Được nha. Rồi. Trời ơi, nhưng mà tôi á có nhiều ý tưởng sáng tạo hơn ông trong này nè. Ông đó, ông tự tin quá. Điểm lấy từ cao xuống thấp, chứ không phải giống như kỳ thi tốt nghiệp đâu. Lỡ kỳ này mà ông rớt hả? Thì chết với bố mẹ tôi chứ gì phải không? Thì đó, bố mẹ tôi không bao giờ ủng hộ giấc mơ làm họa sĩ của tôi, chỉ có bà nội thôi. Hạ tôn trọng sở thích của Khang. Hạ nghĩ á, hai bác cũng lo cho Khang thôi. Chứ thời buổi này người họa sĩ cũng phiêu lắm. Nhưng quan trọng vẫn là Khang thôi. Ừ. Ok. Còn đối với Hạ, Hạ thích làm nghề cô giáo và cũng thích viết nữa. Nhất định Hạ sẽ viết một cuốn truyện nói về kỷ niệm của ba đứa mình. Thiệt hả? Ừ. Hạ sẽ đặt tên là Bến Sông. Viết về những kỷ niệm của tuổi học trò, mà nhân vật chính á là ba tụi mình. Được đó. Lúc đó Khang sẽ đảm nhận vai trò là Vệ Minh Quả. Ê, còn Nguyên á sẽ là cố vấn. Quyết định vậy nha. Ừ. Yeah, yeah. Kỳ này thi xong là khỏe rồi nha. Ừ, mà thi xong rồi Hạ về quê thăm ngoại luôn hả? Ừ, Hạ xin ba mẹ rồi. Ba mẹ đã đồng ý. Nhưng với một điều kiện là đây, Hạ phải thi thật tốt để làm quà cho ngoại. Ừ. Ê, ước gì á mình cũng được đi ha. Ừ ha. Chắc là vui lắm.
Dạ, con nghe mẹ. Dạ, con biết rồi, con về liền. Dạ. Thôi, Hà phải về trước đây. Hà không ở lại làm trọng tài cho hai đứa này bơi hả? Xin lỗi nha, hôm nay Hà có hẹn với mẹ. Ăn cơm xong rồi còn phải đi chùa nữa. Hà về nha. Hả? Hả đi chùa cầu may mắn hả? Nguyên, trả chìa khóa xe cho Hà. À, quên. Nè, đứng đó, đưa đây. Ông này. Nè Hà. Khang. Khang. Bụng tính đóng phim hả? Rồi trọng tài về hết hứng bơi phải không? Ai nói? Bơi thì bơi. Ừ, bơi. Lần trước tôi không sợ hả? Dám đâu. Lần này mà thua là cả hai mình sẽ cày luôn nha. Chiều đi trên con đường này, đường về trường ôi sao lạ quá. Một lần đi qua con đường này. Hả ơi hả? Hả ơi? Hả ơi, tụi mình đậu nè, hả ơi? Ơi! Hả ơi hả? Hả ơi? Nhanh lên, nhanh lên. Tụi mình đậu rồi, bảo mới đậu nè. Đưa Hả coi. Nè, coi đi, coi đi. Vô nhà đi, vô đi. Ừ. Đó coi đi. Đâu? Nè. Hả? Đậu rồi. Ừ. Để Hà vô gọi điện báo cho ba mẹ Hà biết nha. Hả? Hả ơi. Hả? Thằng Khang nó... Khang sao? Mà Nguyên đã gọi cho Khang chưa? Chưa nữa. Máy Nguyên hết tiền rồi, chỉ có nghe được thôi à. Mua được tờ báo mới biết tin tụi mình đậu đó. Nguyên chạy qua đây luôn, chưa kịp về nhà nữa đó. À, mà Nguyên đã dò kỹ chưa? Rồi, dò quá trời luôn, mà không có thấy tên của nó. Tới cái mọi người vỗ tay quá trời luôn.
biết là thằng Mông cũng vậy. Công nhận là buổi đó vô ký mà có vợ chị. Anh có vợ luôn, béo lắm á. Công nhận hai người đẹp đôi ghê á. Đừng có nói bậy. Thì không.